nay ở đây sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia sự kiện của VN Ngày Nay, và đặc biệt với những bạn nào mà chưa từng tải VN Ngày Nay lần nào thì chúng ta sẽ chắc chắn nhận được thẻ kèo 20.000 khi các bạn làm đầy đủ các cái sự kiện từ ứng dụng này các bạn nha. Rồi bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn vào săn thẻ, sau đó các bạn kéo xuống đến cái mục của làm nhiệm vụ nhận 20.000, sau đó các bạn tích vào đây. Rồi các bạn tích vào đây để xem hướng dẫn và cách làm nha. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ cần phải tải này, bước 1 thì các bạn sẽ cần phải tải cái app này. Tải cái app VN Ngày Nay về thì các bạn chỉ cần click vào cái link này thôi thì các bạn sẽ được chuyển ngay đến cái trang tải. Rồi, các bạn click vào đây để tải app nha. Rồi, rồi sau khi tải xong rồi thì các bạn sẽ mở lên và thực hiện đăng nhập nha. Rồi, ở đây. Rồi, ở đây thì mình đã tải xong rồi. Rồi các bạn chờ xíu nha. Rồi. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có những cách nào để kiếm tiền từ VN Ngày Nay nha. VN Ngày Nay thì là một ứng dụng độc đáo, nhưng mà có thêm cái tính năng là tích xu. Sau khi các bạn mở lên thì các bạn sẽ thấy được một cái nút ở bên này này, nó sẽ có các bạn click vào cái chỗ cái dấu hình menu ở bên trên góc trên nè, rồi ngay cái avatar đấy. Rồi sau đó thì các bạn click vào nút đăng nhập ở đây thì các bạn sẽ đăng nhập được nha. Rồi sau đó thì các bạn click vào cái nút đồng tiền nè, cái nút đồng tiền ở bên trên bên phải này các bạn. Rồi thì khi đó thì ở đây nếu như các bạn lần đầu tiên tải thì các bạn sẽ có thấy một cái nhiệm vụ 20.000 ở đây, do AD đã tải rồi nên không còn thấy được cái nhiệm vụ 20.000 này nữa. Thì các bạn khi mà click vào cái nhiệm vụ 20.000 đó thì các bạn chỉ cần hoàn tất hết tất cả nhiệm vụ 20.000 thì các bạn sẽ nhận được đủ cái điểm để đổi cái thẻ cào 20.000. Thì các bạn có thể click vào khi mà có đủ xu thì các bạn click vào đây, sau đó các bạn chọn cái số xu mà các bạn muốn đổi ra nha. Rồi sau khi mà đổi ra rồi thì các bạn sẽ có được cái số tiền nè, có được cái tiền bên này thì các bạn click vào nút rút tiền. Rút tiền thì các bạn có thể đổi bằng thẻ cào nè các bạn, nó có thẻ cào 10.000 nè. Rồi thì các bạn click vô để các bạn có thể đổi được các cái thẻ cào nha. Rồi sau khi mà kết thúc cái nhiệm vụ đó rồi thì các bạn vẫn muốn kiếm xu thì sẽ có những cách nào đây. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem cái hướng dẫn kiếm xu ở đây nha. Rồi chờ mình xíu nha. Rồi ở đây thì sẽ có cái nhiệm vụ kiếm xu. Đây, rồi ở đây thì các bạn sẽ có một số cái nhiệm vụ như sau nha. Đây là những nhiệm vụ căn bản nha các bạn. Rồi thì mỗi ngày các bạn bình luận thì sẽ có được 1 điểm nè. Rồi đọc báo, đọc tin tức thì mỗi ngày sẽ có thêm 60 điểm nè. Rồi mời bạn bè tải app thì sẽ không có giới hạn nha. Rồi, thì khi đó thì khi mời bạn bè thì các bạn sẽ có được rất là nhiều điểm. Vậy thì tóm lại chúng ta sẽ có những cách gì để kiếm tiền từ VN Ngày Nay. VN Ngày Nay sẽ có những cách như là các bạn có thể mời bạn bè để có thể kiếm tiền nè. Sau đó bình luận các bài báo này, xem các bài báo là 5 phút thì mới cộng điểm. Nhưng mà tối đa nhất thì cũng chỉ có 60 điểm một ngày thôi nha. Rồi ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip hướng dẫn của AD này. Các bạn có thắc mắc gì nữa thì có thể inbox bên dưới bên bay thì AD sẽ trả lời nha. Ngoài ra thì quên, ở đây vẫn còn một cái bảo tàng nên mới xuất hiện cái bảo tàng nhận xu này thì nó cũng giống như cái trang khác thôi, thì các bạn sẽ làm một số cái nhiệm vụ thôi. Rồi các bạn chỉ cần làm một số cái nhiệm vụ này có được thêm cái số xu này thôi nha các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và đây kết thúc cái video hướng dẫn ở đây nha. Các bạn có thắc mắc thì các bạn cứ inbox fanpage, ở đây sẽ cố gắng trả lời hết sức có thể nha.